xong các bạn đã được cập nhật phần mềm 14.2.1 14.0102. Anh cập nhật chưa? Thôi được mày, phương bãi mà cập nhật lên 14 cho nó nớt máy nha mày. iPhone 12 nhật cái gì rồi? Máy cập nhật nó hô pin lắm. Cập nhật nó hao pin lắm. Không, ngày kia nó kêu thầy cập nhật đi. Anh nghĩ là cứ nó cập nhật đây cái dòng này không sao. Cô cho mình thay bật sữa đi. Cô cho sữa cho thầy kìa. Cô uống sữa không? Đó, anh nhìn thấy sữa nhìn kìa. Cho bia nó nhìn tao biết mày. Rồi. Mày á. Mày á. Cái bôi. Mày đủ mày mà làm đó mình cứ đi. Đi lên đi, đi lên đi. Đi lên chơi đi. Đi lên ngồi xíu xuống nhọn. Út anh mà còn đuổi cái mày. Lên trên xíu sọn cái ngoài là lên trên ngồi. Quay tay chút xuống mà nhạo sao xuống vậy. Nó uống bia như tao rồi giờ đồ bây giờ nó kêu xin nước ngọt mà không biết uống bia rồi các kiểu luôn. Ở cái tam mới sạm. Con có nói đâu rồi. Cô đi. Cô đi đây. Rồi cái thằng này. Này nó bật pin cho phần nó sáng. Do cái khu mình làm nó đèn nó co. Đèn ở một phần, không đèn. Có đèn thì nó ok. Không. Quay bình thường để trung hợp, còn mình do mình đèn nhiều. Không có đèn thì nó ok. Mình tập trung đèn vô mày. Mình test đèn hết đi. Cái kia là nó không có. Quỷ quèo. Gì vậy? Đổ bia. Đổ bia. Bia luôn đi, tối em quậy. Tối em quậy bây giờ. Không uống đi tối em quậy bây giờ. Cho nó cầm nó phá chơi. Đây đây. 1 2 3 vô. Mày cầm máy nè. Biết tao cầm máy cho mày. Ồ. Bạn đi. Nếu mà mất bật đèn. Nếu mà mất. Đây. Đây. Đây sói này giờ sáng á. Đó. Thầy trắng. Cái này mới chung lô hành trong phân tích à. Cái nãy là sao nhất à? Cái này vàng. Với bộ căn vàng mà. Đó. Cũng một cái vàng, cái mờ, cái cam. Nó có ba chế độ là. Đó, đó. Mà là nè. Ừ, đi mày. Cho nói gì vậy đâu. Nhào là quá. Này là. Này đang mới lái máy bay về chắc mệt lắm rồi. Lãng gấu rồi. Đây, đưa cho tao. Nhục không? Khôi lâm bia thì trộn cho thủ rồi. Khôi lâm bia con á, trộn vô. Khang em con. Khang quay xe. Bụng quá. Con giấy gì bật đi chưa? Đi đèn rồi, đó, uống luôn đây cho luôn rồi. Đổi đi. Đổi vô cho thầy kìa. Đổi vô thầy. Đổi vô bây giờ đi dùng lên luôn con. Con giết thầy à. Sửa mũ với bia. Vô. Cũng có tiệc 20 tháng 11 à. Cơ thắng con chờ thầy và anh em trong trận. Con đi chơi đi con, đi cho ông hút thuốc con. Cùng má giờ nghe tiếng ông hút quại. Thôi chơi chơi vòng vòng đi con. Phải như chút chú mơ bụng. Chơi chơi thoải mái đi. Xong mặt bếp lại, lấy nhau nghĩ bụng đi. Nghe tiếng ông mà con thấy quại. Nghe tiếng ông mà thấy già chát. Anh nói chìm hơi cái kia phải ông nội. Nghe tiếng chú mà thấy quại rồi, đồ mới nhìn với tiếng ông mà quại thì nó chưa vô á. Con rồi chơi về, con rồi chưa về nè. Cãi nó, chút xíu nó về ta ngủ rồi. Tụi nó về thôi, quan lạnh chơi. Đi chơi đi con. Nè, cho mọi quẹt đốt nhà nè.
quẹt góc nhà luôn à. Mới đi ngang qua nhà thầy nghe mùi sữa tươi, không biết phải của thầy không? Ai? Tên của anh này tục quá. Mày cay không ta? Gì à, đĩ phơi lô. Không cay đâu, nhắn thử đi. Anh đổi cho nhắn thử. Bảo Hùng 20 tháng 11 mà cho thầy uống sữa không vậy? Được không? Nó cũng không cay đâu. Ăn được mà. Ăn cháu. Chân gà rồi nó bỏ ở đây nè. Bỏ không thấy không? Chân luôn. Mày là nói đây nè. Chân này bỏ ở đây nè. Nó ngon nhất cái này mình nội cũng á, tự động nội cũng á. Trướng con tu. Đeo mắt đeo một cái xích đấy. Nói cái đường đeo một xích. Cậu có thấy như quốc anh xưa không? Ừ, lái, đi liền. Lái trong tôi hết tôi, bây giờ ảnh đổ nó qua hàng khác lái. Nổ gì vậy? Là cà phát quá vậy là cà. Hồi chiều về là khác ré, bây giờ phá như gì Nguyễn tao rồi nó tự nhiên khóc mà. Nguyễn Thiếu Quân Hiếu ơi con khóc. Khóc rồi chị. Chị mày lúc nè mày lắp con nhỏ nó cho tao mày lắp rồi hỏi nó khóc không hỏi còn khóc không lắp đi không rồi khóc rồi lắp điên hả lắp đi không rồi hiếu là nó quýnh cho một quýnh là đụng đâu chạy nó sao quýnh mày. Không tính tài nhả rồi lóc á nó lóc kìa à. Đâu chưa nghĩ nó mà nó quýnh mày tính tài chúc chú 20 tháng 11 vui vẻ xong nhà thấy chú ốm đi hẳn ha ha còn đâu cơ bắp nhà nào quýnh mổ về mà cơ bắp gì con. Nguyễn Thái Hà nhiều anh quá chú ơi câu gì cũng rồi chú gì cũng rồi xuống đây lỡ con móc chú ra đây chú thì cắt cầm tử lấy chú cắt chú chú cứ ngồi cái hà nhà này tự lấy chồng lúc còn sao nó lấy quốc bảo thành cưới rồi này nọ hết trơn quốc bảo thành mớm sao thấy nó nhe gân biết vậy chú là con này chú quẹo á này chú này chú này của này là nhà nào xài cũng được má dòng trong công để này là chết ta luôn á. Anh Linh nay không ăn dịch lộn hả thầy? Ăn dịch lộn nhiều quá lộn rồi cô ơi. Chưa đâu. Còn lâu thầy cả năm. Ông thầy vô thuốc biển nãy thuốc à? Bọn nó rã thuốc rồi. Rồi đái mà nghe rồi nó bị sinh không? Thì bôi nó rải hết thuốc rồi. Đái mà nghe bị sinh không? Giờ phải ngừng thuốc. Còn thấy ngoài khi ngồi bên sau phải ngủ thì ngon. Ăn thì cũng được, không có ăn nhiều. Không ăn nhiều được. Đừng quay cái nhiễm này. Tính tài mới xăm chú 2 năm, hồi đó thấy anh mớm hiền, không có hình xăm nào mà giờ tay kính chân cũng kính lưng rồi. Đó, ngồi quỷ ở nhận chơi mà ai mà sợ đau ba này sợ đau nữa nè ba này đây là thánh sợ đau ừ tao quay cái mặt mày của mày nữa này sao chỉ có lô cái tiền thuốc nhìn chắc quá đây đá chạc cũng được nha chạc được xong rồi rồi nó tự nhiên đi thầy đâu có nhậu được đâu quay chơi tôi tiếp tục đợi thầy gì đóng nhậu rụng tụi bay mất uống sữa rồi uống bia chắc là chết luôn á. Con uống lâu bia thầy uống lâu sữa á. Nguyễn Thái Hà ghẹo con hoài luôn đó chú. Con xuống này chơi chú rồi con xuống này chơi con cho chuối. Chú coi làm mai cho con anh nào tử tế đi. Đây chú để con lấy. Đây chú giới thiệu cho con từng thành phần để con lựa. Đây chuyên gia lái tất cả những hãng hàng không Nam Airlines, Jetta. Bây hãng nào cũng lái hết. Thôi sợ đó. Quá. Còn anh kia chưa nhận một bằng. Anh nói là độ không muốn lộn dính vô gai. Đó là thực tập thôi. Hỏi bệnh tật. Hỏi của anh không? Hỏi của anh dạng này công công. Nó có mấy gái. Còn anh kia một vợ. Đó. Nó có thể là độ muốn cho đèo bồng cũng được. Đây là thánh xà lao đúng không?
cầm máy này là đồ nó chia ra đồ nó xong xuôi giữ là video clip à. Còn này là con trai đẹp nè con, trai nhỏ. Đây là trai, đây là trai tăng chưa cắt bao quy đầu. Cắt bao quy đầu chưa? Cắt rồi chưa? Còn con cầm máy quen điếm thôi. Con này nó vợ con rồi, con đừng lo đó. Con này điếm thúi. Rồi điếm lát luôn nha, vừa điếm vừa làm biến nữa. Tập trung có bộ môn đếm thúi. Điếm nè, quay đây nè. Điếm mà xạo mà lẹo lự mà lụ mất láo nữa. Làm biến làm nhét nữa. Mà đồ nó lại thích tụng có mấy bài mà già. Michael Nguyễn, con chào chú Đạt và cả nhà. Chào đúng Michael rồi. Nha. Nói chung là những điều xấu là tập trung vô anh này hết nha các bạn. Cầu quan luôn. Anh Michael ơi, thầy em hỏi trong bọn thầy cái đạo ứng cử cho anh ơi. Nói đó mà nó không đậu rồi ta lấy rồi về đây nhậu thôi. Má tự nhiên vô bệnh viện ngủ còn kiếm chỗ ngủ không xong xuôi rồi cho tiền dắt gái đi về đi ăn. Đây đây đây. Mày ra răng lắm nha. Ừ. Đúng rồi. Đây là quay cho. Vậy. Tao quay cái mặt này nữa. Đây là ba, bộ ba sợ đâu. Mê mê cùng Nguyễn có cơ hội nha chú. Đúng rồi. Đây. Đó là bị đồ mấy tâm sinh chiến sĩ đó con. Đây là bộ ba rồi. Được đón 36 triệu tiền mặt. Mấy nay đi Đà Lạt mà được. Nghe được. Mấy nay đi Đà Lạt vẫn từng chân mật mà đi chị hả? À? Đi với Úc. Đi cô. Đi với Úc. Úc đi được đâu? Úc mấy nay Úc sưng lắm, chân sưng, tay sưng đi được đâu? Anh nghe cái đi với chị quá. Má tao nói mày là đủ, má nó nói là tao biết là đủ, má là nó có đi không? Ba hỏi nó mày đi xe rồi nó đi xe ba rồi. Dạ, hai hôm bữa trong bệnh viện nhã thấy ảnh đặt vé máy bay mà. Có nói thầy mà. Đó là à. Nó không có cái vé đồ vé số lên đồng rồi. Thì nghĩa là ta nói mày nghe cắt khúc gì nè là trước khi về là nó tính hết trơn rồi, nó biết ngày 6 tay là đại tân gia. Nếu mà có lên là lên 7 tay rồi, đúng không? Rồi 8 tay là đủ mới nó xin nghỉ. Đúng không? Cho nên bữa đại tân gia hôm xưa lại nói thầy đại tân gia rồi ngày mai con hỏi lên nha, ta gật đầu cái là nó đủ mút cái tiêu liền. Nó sợ dữ lại. Nhủi liền 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 ngày, 2 tuần. Một tuần mấy. Nhưng mà lên trên đó con tới đi Đà Lạt đi với 4 ngày thôi, 5 ngày 4 đêm. Đi liền thì còn đâu nhiêu đâu, đâu tốn vé tiền vé nhiêu đâu, 1.2 chứ nhiêu. Đúng, 2 vé. Hai vé 2.4, ảnh lo được, ảnh lo được. 3.4. Còn nó sợ người chi mày. Rồi. Nhưng mà ảnh về xin bây giờ 50 củ lòng mà. 50 củ nó chưa lấy. Cũng chưa lấy. Đoan âm vô số tiền mà cũ kia. À. Đi xong xuôi rồi giờ về mới đầu mới xin 50 củ kia để trả để lắp vô. Rồi đi với chị phải sắm đồng hồ 2 củ rưỡi. Rồi qua rồi ảnh ra ngoài đặt nó vậy. Rồi mới ra ngoài lạnh quá teo. Teo chim ra. Mùa này ra cũng chưa lạnh lắm. Hả phàm bao nhiêu? 6. Phòng phòng làm gì chịu hai phòng hai trăm mấy 400 phòng này là một đời cao mà cái mùa này không tới mùa này 500 à mấy cái view á mấy view đẹp bằng nhìn ra ngoài á chi vậy cái đó mà tối đúng rồi đó tối mày view á tiền không có cái chiều chỗ mà giường nằm ngoài trời đó có cái chỗ mình có trên điện thoại luôn mà đâu quay quá cái đó mà có mấy cái giường có cái giường nằm ở ngoài trời anh nhỉ. À, ừ, à, ở ngoài cái không muốn đi là đặt trước à. Dạ. Đặt sao? Đang cho veo thì trong kiếm, trong web hay trong web? Trong web. Là cái ứng dụng á, ứng dụng đặt à. Vậy chứ đi ra ngoài xưa là chạy vòng cái nó sàn nó đổ vô rồi ở rồi thành đất ấy ấy trong web là trong web. Trên gì trên web không? Trên bộ sóc nhưng nó chạy vòng vòng nó vô tới dùng đẹp kia nó dắt vô cho thuê phòng á tưởng đẹp tụ nó dắt con cò dắt vậy sai chết mẹ vô bây giờ theo ứng dụng ấy cái này tự mình đi luôn có ứng dụng đó nó hiện những cái địa điểm mình rồi nó nổi cho mình luôn hai cầm ho về rồi để đợi 5 phút đi cho đợi 5 phút mai cầu tắt điện đi ra tắt điện toàn gì á về chảy rồi cho ngỏ mày đi giờ mới về cùng bút coi toàn độ nè đã gọi rồi cầm ra hai hàng toàn cầm độ ba hàng toàn hết
Tâm nữa. Anh Trung. Tâm Trung Trung Đoàn. Ờ đúng rồi. Ra nói ta ngủ rồi. Thầy ngủ rồi. Thầy cô kêu thầy không có nhà, kêu mày là cháu thầy nha. Rồi điện thoại á. Rồi thấy thầy mà. Thấy rồi, do mở điện khép cửa lại lại luôn. Kêu thầy không có nhà thầy ngủ rồi. Đó thầy ngủ rồi. Đồ nó mang cây gọt vô luôn ghê chứ. Thằng này cây gọt. Cây gọt này uống ra rồi, mày ở cùng giác. Tắt đi con. Bia, rượu bông qua bốn thằng của người tâm. Thầy nhắn tin cho thầy người nhắn tin cho thầy khép cửa lại lại mày vô đây vô đây mở cửa đi cái đồ mày làm gì ngoái vậy đồ mày đóng cửa đóng ngoái không đóng ngoái chào thầy, chào thầy. Cái này có điện thoại mới. Rồi vô shop vô liền chấm đậu ấy. Chưa dám shop vô đâu. Bồng này, nó bồng này. Thành trung tất tôn. Đến thăm thầy. Thầy, 20 tháng 1 chúc thầy sức khỏe. Chúc mừng thầy không? Dạ được thầy. Thôi thầy uống thầy. Ở đây con rồi. Gì đây? Cụ đây cả kho, cái này gì đây? Cái này ừ. Ừ, mang cái này căng rồi. Cái này chắc con mang về được rồi ạ. Ở đây thầy đứng nhìn ở đâu thầy có mẫu thì mình mệt lắm. Khổ rồi thầy anh hiếu. Ở đây, ở đây, ở đây. Ông má, ta đã chửi rồi còn về. Chửi không nhớ nhớ mà tao đâu tao về đâu cũng ghé về. Đâu thì ghé bà. Làm cái mới đi nối.